Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay anh em chúng tôi lại trở lại với chương trình Lá thư âm nhạc kỳ số 7 ạ. 7. Wow, bữa nay mà 7 kỳ rồi ha. Dạ, như vậy rất thì là nhanh. Tất cả các vị khán giả mà đã xem mình á, em có đọc không, và có thể là có một cái tổng kết đó, trong 6 kỳ vừa qua thì nó sẽ có những cái gì hay hay không em? Cái số 7 rất là đẹp đúng không anh? Số 7 là 7 nổi đúng không? Mới cố gắng làm sao cho nổi thêm xíu nữa đi anh. Dạ Ly đã qua 6 kỳ rồi và cũng giống như là nhiều cảm xúc. Và sau đó thì hôm trước Dạ Ly có kể là có nhận một cái lá thư của một người con gái gửi cho ba mình á. Đọc xong rồi khóc quá chừng luôn. Rồi tiếp đến là có nhận một cái voice của một chị rất là đặc biệt đến từ New York. Và sau khi nghe cái câu chuyện của chị á, thì Dạ Ly cũng như anh Quốc Võ giống như là lên tinh thần á, bởi vì ít ra thì anh em chúng tôi cũng được yêu quý rất là nhiều, được quý vị yêu thương và ủng hộ. Đó là một cái động lực rất là lớn để cho chương trình được tiếp tục. Và cái voice này thì chắc là anh Quốc Võ nhiều tâm trạng hơn hay là Dạ Ly không biết nữa, nhưng mà khi hai anh em nghe xong rồi cảm thấy cái mối tình đầu nó rất là đẹp đúng không anh? Mà người ta nói rằng tình đầu thì sẽ trong suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ quên được. Đúng rồi. Thì sẵn đây Dạ Ly cũng muốn thắc mắc là khi mà cho khán giả nghe về cái câu chuyện mối tình đầu của chị thì anh Quốc Võ có thể hé lộ một chút xíu về cái mối tình đầu của mình được không? Wow, cái ý em nói là anh kể mối tình đầu của anh đó hả? Hay dạ, là sao? Dạ, một xíu xíu thôi. Ồ, cho vậy để đó cho hả? mình có thể khẳng định cái câu mà tình đầu thì sẽ không bao giờ quên được. Và cái mối tình đầu thường nó cũng gây cho trái tim mình nhiều Cảm gọi xúc là hả? nếu mà nó đau thì nó cũng tổn thương nhiều nhất đúng Đôi không anh? khi kỷ niệm chụp quay về vài bạc án mấy triệu hả? Bây giờ em cho anh mấy phút rồi để gửi chuyện mới Dạ, đầu anh chắc 5 phút được không? không Kịp đủ không anh? Tại nguyên một tập truyện dạy chỗ này nè. Ồ, vậy lại vậy vậy thôi anh, chỉ cần 3 phút thôi. Anh nói sơ qua thôi để chúng ta gợi nhớ lại một cái thời rất là đẹp của mình. Thật sự thì trong tất cả chúng ta ai cũng có một cái mối tình đầu mà tuyệt đẹp hết á, và cái thời tuổi học trò đó. Thường thường là nó xảy ra là tuổi học trò nhiều hơn. Thì Quốc Võ cũng không phải khác gì đâu tất cả quý vị, cũng như Dạ Ly là Quốc Võ cũng có một mối tình đầu tuổi học trò năm học lớp 12 đó. Thì tại vì cái thời xưa mà lớp 12 là bắt đầu biết yêu, chứ còn bây giờ thì tuổi trẻ nó yêu sớm hơn. Nhưng mà tuổi mình ngày xưa đó là 12 mới bắt đầu là chấm chấm yêu, là bắt đầu để ý những cô gái. Thì Quốc Võ có để ý một cô gái học lớp 11 dưới mình một lớp. Cô ấy thì học ở dưới lầu, còn Quốc Võ thì học ở trên lầu. Đó, tất cả cái trường mình có 2 tầng. Thì anh nhớ là mình chỉ có 3 phút thôi nha. Vậy hả? Anh Wow, phải tóm gọn thì sao 3 phút thôi đó. Cái mối tình đầu này đẹp đến cái độ mà Quốc Võ chỉ có để vào trong ngăn bàn của cô ấy những cái lá thư tình, mà lá thư ngày xưa đó cũng làm thư, mà mỗi ngày mỗi lá thư khác nhau nha. Và thường thường là mình đến lớp sớm, tức là khoảng chừng 7 giờ thì vào lớp, thì là Quốc Võ đến khoảng chừng 6 giờ rưỡi, là lúc đó là chưa có một học sinh nào ở trường cả, và bỏ một lá thư vào ngăn bàn. Thì trong lá thư đó cô ấy tên là Hồng Ân, không biết là ở đây có ai tên Hồng Ân không, nhưng mà thì sau cái chương trình này anh nhớ gửi cái link cho chị Hồng Ân xem. Vậy ha, ok. Thì Quốc Võ có cái bài thơ đầu tiên đó, mình đọc lại chút xíu nè, tại Quốc Võ có thêm 60 giây nữa ha, đọc lại 8 câu. Thì mình lấy là cái chữ đầu tiên của cái từ mình muốn viết á, mình đặt thành cái đầu của câu thơ. Ví dụ như Quốc Võ nói là Hồng Ân em mến có yêu anh không, thì đó là 8 chữ đúng không, thì mình đặt là đầu của một cái thơ. Đó, thì như thế này nè: hồng đào nở rộ đón xuân sang, ân ái trôi qua quá muộn màng, em anh kỳ ngộ duyên sắc thắm, mến em anh không dám từ nan. Có một chiều kia anh đứng trong, yêu em anh thương nhớ chờ mong, anh nhìn mây trắng lòng mang mát, không khỏi ngẩn ngơ trước sắc hồng. Nhưng mà mình sợ là cô ấy không có biết là cái từ là hồng ân em mến yêu anh không đó, cho nên mình đồ đậm lên, đồ đậm cái chữ đầu lên. Dễ thương. Đó là một trong những bài thơ rất là dễ thương và mình nhớ tới bây giờ luôn á. Và rồi sau đó thì đạp xe đạp theo chân cô ấy, tức là không có dám đi ngang hàng nha, hai đứa hai chiếc xe đạp, nhưng bỏ qua lúc nào cũng là đạp sau lưng hết á. Tại vì mình sợ là nếu mình vươn ngang hàng á thì cô ấy sẽ nhìn thấy mình. Đó, cái mối tình đầu nó rất là lãng mạn, và nó giống như tình đơn phương đó, giống như
đó. Nhưng mà chị ấy có đáp lại không anh? Tới một lúc quả chịu không nổi nữa, mà yêu tha thiết quá vẫn chưa đủ, chúng ta phải nói yêu hàng trăm bằng đến ngàn lần nữa. Thì lúc đó là như thế nào biết không? À, làm một cái phim coi như là làm một cái kịch bản mà là anh hùng cứu mỹ nhân. Thì cái kịch bản này sẽ kể vào một cái kỳ sau, bởi vì cái này rất hấp dẫn luôn, giống như phim của Hành động Mỹ vậy đó. Tức là anh hùng cứu mỹ nhân là biết rồi đó. Thì sau đó nhờ cái kịch bản đó mà mới quen được cô ấy. Đó, thì bây giờ cái tập sau để từ từ kể ra mình hết bí mật đúng không? Dạ thôi để tập sau, để dành tập sau đúng không anh? Đó. Dạ. À, nhưng mà bây giờ dạ Lê thấy là thường những cái mối tình đầu á, có mối tình đầu nghĩ lại á, thì cái gương mặt mình nó rạng ngời, nó hạnh phúc lắm. Nhưng mà cũng có cái mối tình đầu khi nghĩ lại thì chỉ có toàn nước mắt thôi. Đúng rồi. Thì cái mối tình đầu của anh bây giờ khi mà nghĩ lại thì anh cảm thấy như thế nào? Cũng nước mắt nhé. Tại vì sau này cô quay lại thì cô ấy ngày xưa khi quay cô ấy rồi thì ba cô ấy nói rằng là tôi sẽ gả con của tôi cho Việt Kiều đó. Cho nên là Quốc Võ là lúc đó là coi như là thua rồi, thấy Việt Kiều là thấy thua rồi. Bây giờ anh là Việt Kiều rồi. Rồi thì bây giờ thì cô ấy lại lấy một cái người là không phải là Việt Kiều mà là người trong nước, và lúc mà gặp lại thì cô ấy đã 4 đứa con rồi các bạn. Nói chung là đó đó, thì nói chung mới từ đầu như vậy đó. Kỷ niệm. Còn bây giờ cái câu chuyện này nó cũng gần gần giống giống đâu em, phải em nói. Dạ, cái câu chuyện này thì của chị Bích Trâm đến từ New York, và chị năm nay là gần 70. Dạ chị gần 70, và khi mà chị nói chuyện Dạ Ly tình cờ quen biết chị thôi, lần đầu tiên Dạ Ly gặp và quen thì chị có coi lá thư âm nhạc của Dạ Ly đến 3 số, chị chưa kịp coi 3 số sau thì chị nói rằng chị thích làm một cái gì đó nó lạ hơn. Thì thay vì viết thư thì Dạ Ly nói chị ơi chị gửi cái voice đi thì biết đâu anh ấy sẽ nghe được cái voice của chị, hay là những người bạn ngày xưa của chị cũng vậy, khi mà nghe được thì ít nhiều cũng đồng cảm chia sẻ về cái câu chuyện về mối tình đầu rất là đẹp, hình như 16 tuổi đúng không? 16 tuổi. Dạ. Thì bây giờ chắc là mình cho khán giả cùng các anh chị nghe cái câu chuyện của chị ha. Nghe hấp dẫn ha. Dạ. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng nghe những cái lời tâm sự của chị và cái voice luôn nha, của chính chị ấy kể luôn. Chào Quốc Võ, Dạ Ly, hai người em rất là dễ thương của đài. Chị nghe hai em hỏi chị để mà kể lại những chuyện tình xưa, chị nghĩ là nghe thì chắc là người nào cũng có những cái chuyện tình riêng, và nghe của người khác thì không biết là có thích hay không. Nhưng mà mỗi người đều có một di vãng và một cái chuyện tình ngắn. Thì trong cái giới hạn đó, chị cũng xin kể lại một cái chuyện tình vui thôi, không có gì buồn đâu. Có thể là nó vui và nó có thể làm cho mình nhớ tới mãn đời luôn đó. Là bởi vì bao giờ cũng vậy, người ta nói chuyện tình đầu bao giờ cũng là một cái chuyện tình mà người ta nhớ lâu lâu nhất. Không có gì đau khổ cả. Nhưng mà hình như là lúc đó cái ở cái tuổi 18, 16 của một đời con gái, của những năm 70 nó khác với bây giờ. Ngày xưa con gái chỉ biết đi học và về, trên đường về chỉ có vậy thôi, ngoài ra không có được đi đâu hết. Do đó một cái trái tim còn tinh mơ chưa biết gì cả. Ngày xưa chị học ở một cái trường công lập mà nó gồm có cả trai lẫn gái, cho nên năm đó là cái năm chị còn rất là trẻ, 16 tuổi. Vì học chung với nam cho nên là chị có cơ hội để đi ngang những lớp của nam sinh. Thì ngày nào cũng vậy, làm như là có một cái giác quan, khi chị mỗi lần đi ngang thì tự nhiên chân mình ríu lại và chị biết rằng có một cặp mắt đang nhìn theo. Thì lúc đó chắc là chị cũng còn xinh gái lắm, cho nên là ngày nào chị cũng có cảm giác là có một cái người đang để ý đến mình. Và chị cũng có cái ý là chị muốn để ý lại nữa. Và sau đó thì ngày nào khi ra trước cổng trường, tan buổi chiều tan trường về, chị lẫn trong cái những thảo dài trắng đi ra cửa, thì chị nhìn thấy ở bên kia đường, trước cổng trường mà bên kia đường cơ, giữa dòng xe qua lại như vậy, chị vẫn thấy có một bóng người
một anh thanh niên đứng bên đó. Và chị biết, sau này chị biết anh ấy học trên chị 2 năm. À, ngày nào chị cũng, ban đầu chị cũng cảm thấy thích, và từ từ nó là thành một cái thói quen. Khi chị ra khỏi tới cổng trường là cứ phải tìm mắt nhìn về phía bên kia đường xem hôm nay anh ấy có không. Và ngày nào mỗi lần đi học mà gần tới giờ ra về rồi thì cũng nôn nao và có cảm giác rằng một lát mình sẽ gặp được người ấy. Thế rồi thời gian ngày đi ngày lại, ngày nào mà chị ra cửa trường mà chị không có thấy bên kia đường có bóng dáng đó thì ngày đó chị cảm thấy rất là buồn. Đó là yêu phải không ạ? Mà tình yêu của trai gái mới lớn ở cái thời bấy giờ nó không có những cái mạng xã hội, hay là nó không có những cái phương cách để mà liên lạc với nhau như bây giờ. Nó không có cell phone, nó không có gì cả, chỉ có gặp nhau lúc đó thôi. Thì tình cảm nó là như vậy. Cho đến một ngày anh ấy thi đậu xong để hoàn thành cái chương trình trung học đó. Rồi thì anh ấy thi vào đại học và đậu rất cao ở một cái trường đại học danh tiếng. Thời đó ngày khai trường thì mấy anh mới mời chị đến để dự cái ngày khai trường đó. Chị cùng với các bạn gái của chị cũng đến đó để dự ngày khai trường. Lúc đó chị cũng chưa có hoàn thành được trung học đâu, chị còn năm chót thôi. Nhưng mà khi chị đến đó rồi thì chị có lên chị hát một bài hợp ca với các chị gái, bạn gái của chị trong cái buổi khai trương đó. Và sau đó chị cũng mặc áo dài trắng để đến dự như vậy. Sau đó khi ra ngoài thì anh ấy có đến gần chị và xin được gặp chị. Phải nói là cảm xúc lần đầu tiên để mà đứng trước một cái người mà mình thương đó, lần đầu tiên của một cái đời con gái, lần đầu tiên chị cảm thấy là rất là xúc động và rất là hồi hộp. Khi mình đứng gần để mình đứng sát một bên một người mà mình bao nhiêu lâu nay chỉ cách một con đường nhìn phía bên kia, một cái khoảng cách rất xa, mà bây giờ mình lại được đứng gần anh ấy. Rồi anh chắc là cũng cảm xúc và run lắm đó, cho nên anh mới nói thế này: nếu em đồng ý, anh xin phép ba má anh để qua nói chuyện với ba má em được không? Chị nghe câu đó xong là chị đã quá sợ rồi. Tại vì con gái mới lớn mà. Chị cúi đầu chị nhìn xuống và chị thấy cái tà áo dài của chị nó rung bần bật trước gió luôn đó. Không biết là vì gió thổi hay là vì chị quá xúc động để mà nó cảm giác rung rẩy luôn đến như vậy. Chị nhiều khi chị cũng không còn được suy nghĩ, là không có chuẩn bị trước cái câu trả lời như thế nào. Không ngờ là anh có thể nói như vậy nữa. Tức là anh quá là nghiêm túc để mà nói chuyện với chị đó. Thì chị mới lại không biết trả lời sao, là chị lại nói: em không biết anh ơi, em không dám, chắc là không được đâu. Thế anh nghe như vậy thì anh thất vọng quá. Anh nói là: chị em à, nếu mà em không đồng ý như vậy thì chắc là anh không có kiếp tiếp tục để anh đi học nữa đâu. Anh bỏ học, anh đi lính thôi. Ngày xưa mà cái thời mà năm 72, 73 mùa hè đỏ lửa đó, học sinh con trai rất là sợ thi rớt. Vì hãy thi rớt mà nó đông tuổi lính lên là 18 tuổi là phải đi lính. Mà biết là đi lính là biết cái chết nó có thể có hay không có xảy ra rất là dễ dàng. Nhưng mà anh đã nói câu là: nếu em không đồng ý thì anh đi lính. Thì mình lúc đó mình lại càng sợ nữa, và mình lại không biết trả lời câu gì nữa. Cái đầu óc mình quá ngây thơ lúc ấy, mình chỉ nói làm sao. Mình nói là: em không biết, anh muốn đi lính thì đi chứ em không biết đâu. Nhưng mà trong lòng mình á, mình chỉ muốn nói câu rằng: anh ơi anh đừng có đi. Thế mà mình lại không biết nói câu đó chứ. Thế rồi sau đó là bằng bặt, anh ấy đi luôn, không về mà cũng không đi học nữa, là đi lính luôn. Thì cho đến khi mình chờ mãi mấy năm, không thấy tin tức gì cả, mình buồn lắm. Cho đến năm 75 thì các bạn biết rồi, sau 75 thì người nào mà đi lính rồi thì phải trả giá là phải đi cải tạo.
mà là sĩ quan đó, mà đi lính là đi lính biệt kích nữa, thì đối với lại nhà nước sau này đó là một cái tội rất là nặng, cho nên là phải đi cải tạo 13 năm. Rồi sau đó mình cũng trong lòng mình cũng vẫn băn khoăn mãi về cái lời câu hỏi, cái lời trả lời của mình nó làm cho ảnh hưởng tới một cái đời, cuộc đời của một người trai trẻ như vậy. Sau này khi mà mình qua bạn bè mình biết là đi lính và đi cải tạo 13 năm và sau đó là đi ra nước ngoài rồi. Và sau này mình được biết là ảnh lại trở lại đi học và có bằng cấp cao và thành công và có một cái gia đình mỹ mãn, viên mãn lắm. Mình cũng mừng cho anh ấy. Có một ngày mình tìm được cái tin tức của anh ấy, mình chỉ thích một cái câu để mình, đó là cái băn khoăn của mình. Mình không có, chưa bao giờ có dịp để gặp mà nói là đó là một cái lời xin lỗi của mình lúc ấy, vì một cái phản ứng của mình nó không thích hợp, làm cho nó ảnh hưởng tới cả cái tương lai của một cái người trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà khi mà mình thách cho ảnh, mình nói em đây, thì ảnh thách lại liền. Tại sao hơn gần 50 năm mà ảnh vẫn nhớ ngay là mình, và ảnh nói liền, em à, anh đây, em có nhận được cái thơ của anh lúc từ ở quân trường anh gửi về không? Anh đã nhờ một người bạn để đem về cho em. Thì té ra ảnh đã gửi về từ quân trường cho mình một lá thơ. Trong đó thì mình không biết là cái gì cả, có thể là một lời nhắn nhủ gì đó để cho mình còn có thể tiếp nối được những cái mơ ước của mình. Nhưng mà mình lại không nhận được bức thơ đó, và người bạn đó cũng ra đi rồi không bao giờ trở lại. Thành ra cuối cùng đó là một cái đoạn kết không bao giờ kết thúc được. Và trong lòng mình, đó là một cái chuyện tình đầu tiên của cái thời con gái mà nó làm cho một cái dấu ấn của mình, là đó là những chuyện tình đẹp không bao giờ mình quên được. Những ngày tháng khi mình đi ra cổng trường với áo trắng bay bay, và những cảm xúc mà mình đã gặp được ở những cái thời xuân sắc của mình thời ấy. Mình chỉ kể cho các bạn nghe như vậy, không biết là có chán không nha, nhưng mà mong rằng là các bạn khác có đóng góp thêm vào những cái chuyện tình riêng của các bạn nữa. Xin cảm ơn Quốc Võ và Dạ Ly. Chúc hai em thành công. Wow, sao em? Em nghe xong cái thơ em thấy sao? Cái câu chuyện của chị Bích Trâm nó dễ thương đúng không anh? Cái thời Dạ Ly không biết cái thời của các anh chị ngày xưa yêu như thế nào, nhưng mà Dạ Ly có nghe ba với mẹ mình kể lại á. Thơ rất là thơ, chỉ cần một cái chạm nhẹ trên tay hay trên má thôi là nhớ nhau cả một đời. Chúng còn ngày nay thì mọi người hiện đại hơn rất là nhiều, con cháu mình hiện đại hơn rất là nhiều, nhưng mà Dạ Ly vẫn thích cái tình nó thơ, cái tình nó đôi khi vụng dại một xíu nhưng mà rất là đẹp. Em không biết tại sao, không biết là rất con gái nhưng khó hiểu, mà giờ em là con gái này em có thể giải thích cho anh. Thường thường con gái mà người ta nói là nói có là không, nói không là có, là tại sao? Tại vì thí dụ em thích gì mình nói thẳng cái đó, chứ tại sao em lại, thí dụ mình yêu một cái cảm tình giống như chị đó vừa nói đó, là rất là cả cảm tình với anh ấy, nhưng mà lại là e ngại, rồi lại là nói là giống như những cái lời nói làm cho anh ấy bị hiểu lầm. Dạ. Thí dụ như là kể rằng là bây giờ dắt cha mẹ về để ra mắt được không, thì cô ấy lại nói rằng là thôi không được. Thì anh ấy lại nghĩ rằng là mình nói là mình không có chấp nhận anh ấy, làm cho anh ấy coi như là bị coi như là cái vấn đề về tự ái ha, con trai mà cũng tự ái. Rồi sau đó lại nói là nếu mà em không có đồng ý anh thì anh sẽ đi lính á, thì lại là nói là anh muốn đi thì cứ đi đi. Tuy là trong lòng mình lại là thích anh ấy, nhưng mà lại là nói ngược với lại cái sự suy nghĩ của mình. Thì em là phụ nữ nè, bây giờ em giải thích đi, tại sao là con gái lại có những cái vấn đề như vậy? Mình không thể nào mà mình nói chung hết được đâu anh, nhưng mà Dạ Ly thấy là phụ nữ không biết sao, cái đó là giống như là trời sinh ra anh. Kiểu như là đôi khi mình thích hay là mình yêu lắm rồi mà mình cứ kiểu như là mình cứ phải để trong lòng, và nếu mà thổ lộ ra thì cứ, nhưng mà bây giờ nó khác anh ạ. Bây giờ là cọc đi tìm trâu cũng nhiều lắm, chứ không phải là
Nhưng cái thời xưa cái kiểu như là Dạ Ly thấy là mình dù mình có tình cảm đi thì mình cứ vẫn e ấp mà không có thổ lộ để cho người ta có thể tự tìm hiểu. Rồi sau đó là hẹn nhau một ngày nào đó trăng thanh gió mát là chúng ta cùng ngồi bên nhau để mà nói thật cái tình cảm của mình ra thì lúc đó mới thổ lộ. Còn không thì cứ phải gọi là chạy vòng tròn cứ rượt đuổi nhau nhưng mà sẽ không thổ lộ cái cảm xúc. Bản thân Dạ Ly đây cũng ngày xưa cũng thế, không thích nói là mình thích ai đó hay là mình yêu ai đó, mình mến ai đó, mà tự để cho cái chàng trai đó cảm nhận. Thì theo Dạ Ly nghĩ, ví dụ như là chàng trai đó cảm nhận được cái tình yêu của mình thì kiểu như là người ấy sẽ thương mình nhiều hơn, ví dụ chẳng hạn, hay là người ấy sẽ thật lòng với mình hơn, hay là cái tình cảm đó nó sẽ mặn nồng hơn. Ý là mình hay nghĩ vậy, cho nên là mọi thứ cứ hay để trong lòng và không có thổ lộ ra. Nhưng mà ngày nay thì Dạ Ly thấy các bạn trẻ cũng hay lắm, yêu là nói là yêu, không yêu nói không yêu, cho xong vô rồi, chứ cứ phải vòng vo tam quốc rồi cuối cùng không đi đến đâu hết, cũng mất thời gian đó. Nhưng mà mỗi thời thì có mỗi cái hay riêng. Đó, nói chung là tóm lại là đối với Quốc Võ là khi yêu là phải nói đằng yêu. Thì kiểu giống vậy đó, tức là mình phải thổ lộ tình cảm của mình ra cho người ta hiểu. Chứ đôi khi là đàn ông có những người thì họ lại không có hiểu ý đó. Dạ. Như những người mà lanh lẹ nói gì đó, Quốc Võ đi khờ khờ cũng ngáo nữa. Anh nói sao anh hiểu, đúng không? Chẳng hạn vậy đó. Chẳng hạn vậy, cho nên là đó là một trong những cái yếu tố mà đã làm nên một cái mối tình nó không có được đẹp vào cái giai đoạn cuối, ha. Thì sau đó thì chị Bích Trâm này chị cũng đề nghị một cái bài hát, đúng không em? Dạ, chị Trâm có nhờ gửi một cái bài hát, nhưng mà đúng là cái bài này nó rất là nhiều kỷ niệm với những cô chú hay các anh chị mà cái thời 6X anh nhỉ? 6X hay là 5X nhỉ? 6X chứ. 5X. Dạ. Các cô chú mà nghe cái bài này rồi thì chắc sẽ có nhiều cái kỷ niệm, nhất là cái thời áo trắng của mình rất là đẹp, đúng không ạ? Như vậy thì cô chú yêu cầu cái chị Bích Trâm. Chị Bích Trâm đó. Cái bài là Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu. Wow, cái bài đó Dạ Ly nghe từ nhỏ mà Dạ Ly mê lắm. Mà nói thật với anh Quốc Võ, nói thật với quý vị là Dạ Ly chưa từng bao giờ hát cái bài này cả, chưa từng, đây là sự thật. Mà hôm nay thì nhân chị Bích Trâm yêu cầu thì Dạ Ly với anh Quốc Võ xin được hát tặng các cô chú, các anh chị bài hát này ạ. Tim em chưa nghe rung qua một lần, là môi em chưa hôn ai cho thật gần. Tình chân mong manh như lá me xanh, ngơ ngác rơi nhanh. Thu răng heo mây cho bóng cây lạnh đầy, người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày. Những ngày đợi chờ đời người qua cơn mơ, trong nắng phù vơ, trong mắt ngày thơ. Nhớ khói xưa là ngân vương, cho hơi ấm lên mỗi người. Lùa xuân kính nhẹ vẫy ngập trường, làn mây yêu thương vương trong hồn em. Người cho em nghe quên môi hôn ngọt ngào mềm, tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng. Tình chiều cùng người về trong cơn mưa bay, nghe thương nhớ tràn đầy lên đôi mắt gầy. Trưng vương hôm nay mây vẫn dâng để trời, công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời. Bóng người thì mịt mùng, từng hàng me rung rung, trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngai ngùng. Nắng vẫn vươn nhẹ gót chân, trưng vương vắng xa ân dần. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân. Nắng vẫn vươn nhẹ gót chân, trưng vương vắng xa ân dần. Mùa thu đã qua một lần, chợt nghe bâng khuâng lá rơi đầy sân.
đầu tiên hát mà coi như cũng dễ thương ha. Cái bài dễ thương lắm. Yeah, cái bài này mà khi hát lại là bảo đảm 100% là các cô chú là sẽ rất là nhớ cái thời học sinh của mình. Đúng không? Dạ, trường Trương Vương, em biết trường Trương Vương tại Sài Gòn không? Dạ biết. Trường Trương Vương là cái thời rất là lâu năm ha. Chỉ biết thôi chứ tại vì giờ lúc đó giờ đi còn bé xíu thôi. Dạ, nhưng mà đến bây giờ vẫn còn cái trường Trương Vương đó em. Dạ, à, cái trường đó hình như ngày xưa là mặc áo dài trắng. Dạ, Dạ Ly chỉ biết trường Văn Khoa thôi, thì mình học Văn Khoa, rồi lúc Dạ Ly tới thì thành ra là khoa học xã hội và nhân văn. Hồi trước thì trường này nghe nói là các cô rất là đẹp. Dạ Ly chỉ nghe trường ba Vương mẹ là trường cấp 3 thôi, trường phổ thông trung học thôi. Nhưng mà ý là các cô gái trong đó rất là xinh đó. Dạ Ly nghe nói vậy cho nên không biết như thế nào ạ. Đúng rồi. Wow. Ở đây chắc mọi người xem là chắc cũng có rất là nhiều anh chàng mà đứng phía trước trường để đón mấy cái cô gái ra cổng trường đó, cũng đón người yêu giống như là cái chị Bích Trâm vậy cả. Thì không biết là ở trong những cái mối tình mà đứng trước cổng trường để đón những cô gái đi học ra đó, thì có cái mối tình nào mà được trọn vẹn hay không? Thì nếu mà quý vị nào mà có những cái mối tình của mình á mà trọn vẹn như vậy, vui lòng liên hệ với lại Dạ Ly qua chương trình Lá Thư Âm Nhạc trong một cái email là cái gì em? Lá Thư Âm Nhạc 2022@gmail.com ạ. Dạ Ly rất là mong nhận được cái lá thư mà kể về mối tình đầu. Có những người tình đầu là tình cuối luôn anh. Nhưng mà cũng có những người tình đầu sau đó là dang dở. Không phải là vì hai người đâu, mà cũng có người là vì hoàn cảnh gia đình cho nên là phải dang dở. Và khi Dạ Ly đã nghe một câu chuyện về mối tình đầu mà khi ngồi kể cho Dạ Ly nghe thì cô ấy chỉ biết khóc và khóc thôi, nghẹn ngào đến mức mà không thể kể được nữa. Và đến giờ thì hai người vẫn còn yêu nhau rất là nhiều. Bởi vì cái mối tình đầu không trọn, bởi vì đó là hoàn cảnh gia đình cho nên là họ không thể đến được với nhau. Và khi gặp lại thì trong ánh mắt của hai người vẫn còn rất là cái tình yêu rất tha thiết. Chị kể như thế và chị bây giờ và mỗi lần gặp người ấy thì hai người nói chung là tại vì họ không được phép. Tại vì không được phép, và ngay cả bây giờ họ cũng không được phép làm một cái điều gì khác bởi vì cả hai đã có gia đình rồi. Nhưng mà cái tình yêu họ dành cho nhau vẫn rất là lớn, bởi vì đây là mối tình đầu của chị và anh là cái mối tình thứ hai, nhưng mà nó mặn nồng và sâu sắc lắm cho nên là anh cũng không thể nào quên được. Và khi hỏi chuyện thì anh cũng thú nhận rằng cái tình cảm giữa hai người vẫn còn, nhưng mà vì hoàn cảnh mà họ phải xa nhau. Đó, quý vị thấy không, rõ ràng là có rất nhiều cái mối tình mà đẹp nó xảy ra trong xã hội chúng ta từ cái thời xưa đến bây giờ luôn. Và nếu như mà quý vị muốn nghe cái câu chuyện của Quốc Võ tiếp theo là cái anh hùng cứu nhân thế nào, hoặc là quý vị muốn nghe mối tình đầu Dạ Ly như thế nào, thì vui lòng liên lạc với Lá Thư Âm Nhạc 2022@gmail.com. Thì chúng tôi sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo trong những tập tiếp theo. Đó. Thì em có cái lời chào khán giả trước khi mình chia tay chương trình này ha. Dạ, chương trình đã bước sang số thứ 7 rồi. Và số thứ 8 thì Dạ Ly và anh Quốc Võ sẽ dành cho một lá thư rất là nhiều nước mắt của một cô gái gọi là phải xa người cha của mình, mà người cha là 32 năm đã ở vậy để nuôi một đàn con. Và bây giờ thì cô ấy đang sống tại Mỹ. Một cái lá thư rất là cảm động, và đó là lá thư thứ 8. Chắc là Dạ Ly sẽ làm rất là sớm để gửi đến quý anh chị. Và Dạ Ly đang đợi một vị gọi là khán giả rất là thân thương gửi cho Dạ Ly cái lá thư về tình đơn phương. Và chị ơi, mong chị gửi sớm cho Dạ Ly, đang đợi chị đây. Rồi, xin chúc cho tất cả quý vị khán giả xem đài một ngày thật là bình yên và hạnh phúc nha. Ok, I love you.